Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Con Rắn Dưới Mà Kết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giáng chiều tà đỏ ối quét một màu buồn man mác xuống khung cảnh của làng quê quạnh quẽ. Ở cái chõng tre kê trước sân nhà, ông Tư Bân đang nhận nha ngồi uống ngụm trà. Nắng đã dần tàn nhưng hơi nóng vẫn bốc lên hầm hập. Cây quạt mo trong tay của ông không ngừng phe phẩy. Manh áo bạc màu đã phanh ra để lộ ra trên ngực một hình xăm mực đầu. Bên dưới chõng còn chó mực của ông Tư Bân nuôi đã 4 năm nay đang nằm ườn, thẻ lưỡi cùng tiếng thở hồng hộc. Lắng tai nghe tiếng chuông chùa vọng về theo gió, ông Tư Bân tức cảnh sinh tình đọc liền mấy câu thơ: Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mẫn mau tồi. Nhi đồng tương kiến bất tường thức, tiếu vấn khách tầm hà sứ lai. Giọng của ông Tư Bân rền rĩ nghe câu được câu mất, cây quạt mo trong tay không ngừng chuyển động. Nhau đôi mắt với mấy vết chân chim nhìn ra con sông trước nhà, từng làn sóng lăn tăn tắm mình dưới dáng tà dương. Ông Tư Bân khẽ cảm thán, nhìn sông như là thấy cảnh như trong thơ Lý Bạch. Ông Tư Bân hồi nhỏ cũng đi học rồi nạn giặc giã hoành hành, sau đó là cái thiên tai dịch bệnh, cái đói cái nghèo khiến thầy bu ông bắt bỏ ngang, dẫu cho ông học cũng không đến nỗi tệ. Dạo còn theo hầm thầy Đồ Chí, ông cũng biết mấy bài thơ Đường rồi thơ Lý Bạch, Đỗ Phổ để dắt lưng đọc chơi. Ông Tư Bân năm nay tròn ngũ tuần, dáng người linh khênh gầy như que củi, là con trai đậm nhất trong gia đình. Từ năm 18 ông đã theo cha đi hành nghề bốc mộ. Cái nghề bốc mộ ăn cơm của người chết chuyển đến đời công đó là đời thứ 8. Làng này người chết thì đông, nghĩa địa rộng tới 5 mẫu 10 thốn đất. Vậy mà nhìn đông ngó tây cũng chỉ có một mình ông Tư Bân và một phụ tá là ông Phú hàng xóm. Xét ra thì công việc bận quanh năm đem lại một nguồn thu không hề nhỏ. Ngoài số tiền công năm quan nhận được, gặp gia đình còn rộng rãi thường thêm, xôi giò oản chuối thủ lợn cũng được gói ghém mang về. Như đa số làng quê Việt Nam vùng Bắc Bộ thời ấy, làng Bến Hòa nơi ông Tư Bân sinh sống cũng giữ được những nét truyền thống và tập tục ngàn đời. Phàm là gia đình nào có người chết, sau 3 năm hạ thổ, gia đình sẽ đi xem thầy. Nếu thầy phán có thể cải táng được, khi đó gia đình sẽ sang đánh tiếng với ông Tư Bân để chuẩn bị cho việc bốc mộ rửa cốt, đưa người chết về ngôi nhà mới. Nhất là những tháng giáp thu như vậy, lắm đêm ông Tư Bân phải chạy ngược chạy xuôi mới lo xong vì quá đông người đến nhờ. Đang nhận nha nhấp thêm một ngụm trà chất đắng thì bóng dáng của bà Tư Bân đã đội nón đi vào sân. Nhắc thấy bóng của vợ, ông Tư Bân bấy giờ nhau mắt hỏi: Bùa nó đi chùa về có phải không? Lễ lạt rằm nay nghe to hơn mọi năm nhỉ. Thế mấy giờ thì sư thầy đăng đàn làm lễ? Bà Tư Bân hạ cái thúng xuống chõng, tự tay rót ra một bát trà đặc sánh rồi ngửa cổ uống đánh cực. Đeo vào áo thấm đắm mồ hôi đang lấm tấm bên thái dương, bà cảm mừng rồi bảo: Năm nay sư cụ tổ chức chay tăng lớn lắm, chùa làng mình mới rước về một bức tượng Phật tổ rất linh thiêng. Tiếng lành đồn xa nên là đợt này các tín chủ kéo đến nườm nượp để đảnh lễ. Tôi ở bên hộ đàn chạy trọt mãi mới chuẩn bị xong để đêm nay cúng, tranh thủ xin ít lộc đem về cho thầy nó hưởng. Tam táp xong tôi lại lên chùa tiếp. Ông Tư Bân cảm mừng rồi dục: Vậy thì bố nó tranh thủ có lên kẻo trễ. Cái việc ăn uống đừng có lo, tôi ăn quả quýt cũng xong bữa đi mà. Chả gì bằng góp được chút công đức cho chùa, cứ đi đi, đừng có nặng việc nhà. Bà Tư Bân mỉm cười đứng dậy, sực nhớ ra điều gì bà vội bảo: Mà ông nó này, bà hộ nghị ban nãy gặp tôi ở trên chùa, ông ấy nhờ tôi về thưa lại với mình rằng đêm nay nhà ông có cái lễ cải táng. Ông ấy thấy tôi cho nên tiện nhắn mời sang giúp một phen. Hình như là cải táng cho bu ông ấy, thế bảo là bà thầy xem cũng kỹ rồi.
Ông Tư Bân vươn vai ngáp dài. Tính từ đầu tháng đến giờ, đám bốc mộ đêm qua đã là đám thứ 16. Việc bốc mộ lại chuyên về đêm, dùng sức cũng nhiều khiến trông đau mỏi cả tứ chi. Tấm thân gầy của ông Tư Bân sớm chẳng còn sung sức như dạo còn trẻ. Dẫu vậy ông vẫn bảo: "Thế hả? À, vậy thì để tôi gọi ông Phú chuẩn bị đêm nay đi, kẻo lỡ việc." Bà Tư Bân gật đầu toan đứng lên thì đã nghe tiếng oang oang từ bên ngoài cổng. Khỏi cần nhìn ra, cả hai người đã nhận ra đó là ông Phú. "Hai bác đang làm gì mà ngồi cười hì hà thế? À, em mang con gà sang tính rủ bác cha làm chén." Bà Tư Bân tít mắt nhìn chồng. "Mới nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã tới. Thì ông ngồi đây với ông ấy nha, tôi đi tắm nhanh còn đi chùa kẻo trễ." Ông Tư Bân gật đầu nhìn ra, cũng là lúc ông Phú đã đi vào trong sân. Vẫn bằng một cái giọng oang oang như là đầm, ông Phú giữ con gà lên rồi khề khà bảo: "Gà nghi tàm đấy, đã thua mua rẻ được một đồng, đem sang rủ bác cắt tiết chén chơi." Ông Tư Bân vỗ vỗ tay xuống mặt trống ra hiệu cho ông Phú ngồi. Vừa rót nhanh bát trà cho bạn, ông vừa ôn tồn bảo: "Quản bác quên mất hôm nay là ngày gì đâu phải không? Ngày rằm. Mà đã là rằm thì tôi ăn chay. Lấy tấm lòng thơm thảo của quan bác được rồi. Còn con gà này thì tôi xin kiếu." Ông Phú nhìn con gà da đỏ trong tay rồi chép miệng: "Bác kiêng cử làm gì cho nó khổ. Sống được ngày nào cứ hưởng ngày đó. Chết xuống âm phủ có biết được mà ăn." Nghe luận điệu cũ rích, ông Tư Bân lúc bấy giờ bật cười khanh khách. Ông Phú bằng tuổi ông Tư Bân, năm nay tròn ngũ tuần. Hai gia đình nằm sát vách nhau, cách đúng có một dậu dâm bụt. Ông Phú thấp hơn ông Tư Bân cả hai gang tay, nhưng thân hình bệ vệ và có tật lé mắt. Đám trẻ con trong làng vẫn hay gọi ông là ông Phú Lác. Lâu lâu có kẻ còn chẳng nhớ tên của ông, cứ đem biệt danh đó ra mà gọi. Thế mà ông Phú cũng chẳng giận gì. Tuy bề ngoài không có được đẹp đẽ gì cho cam, thế nhưng mà ông Phú tính cách thật thà, là một người cương trực. Theo ông Tư Bân làm chân phủ tá bốc mộ ngót 5 năm nay. Số tiền kiếm được từ công việc này, một phần ông Phú dùng để nuôi thân, 9 phần để chu cấp cho hai người con đang ăn học tại nhà cụ Đồ Cử ở dưới huyện. Bà Phú mất đã 15 năm, hai đứa con cũng ít khi về làng, thành ra là căn nhà ba gian chỉ còn một mình ông Phú thui thủi. Xét ra cũng rất tội nghiệp. Đập đập cái quạt mo vào thúng, ông Tư Bân bảo: "Bà nhà tôi lên chùa thỉnh lộc về, có sôi oản chuối chín đầy ra đây. Còn bác đem con gà này về rồi ghé qua tôi ăn luôn. Nhà ông bá nghị mới đánh tiếng, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi mình hành quân sang đó." Ông Phú gật đầu đem con gà về nhốt lại vào trong chuồng rồi chui rào trở sang. Bà Tư Bân đã đội mâm lễ lên chùa. Ở khoảng sân mở trăng giờ này còn hai người đàn ông đang ngồi đánh chén. Đã mấy lần ông Phú đòi làm cốc rượu cho nó ấm lòng, nhưng ông Tư Bân đều cản lại. Sợ quá chén sẽ làm lỡ việc đêm nay, dù rằng bản thân ông cũng đang rất thèm rượu. Nghỉ ngơi độ hai canh giờ, ông Tư Bân hối bạn trở dậy để chuẩn bị đồ nghề cho cuộc bốc mộ đêm nay. Nói là đồ nghề cho oai, chứ thật ra có đúng một cái chai dầu củ là lẫn lưng. Sau khi nai nịt gọn gàng, ông Tư Bân tiến lại bàn thờ tổ, liên nhang cho mấy bát thương rồi chắp tay khấn vái. Như một luật bất thành văn, đêm nào đi hành sự ông cũng thắp nhang cúng tổ rồi mới lặng lẽ rời nhà khi mà thời gian đã đổ sang đầu giờ hợi. Trên con đường đất lờ mờ trong sắc trăng, hai bóng người một cao một thấp đi sóng đôi bên nhau, bó đuốc bập bùng soi tỏ. Hai cái bóng đổ ập xuống lướt đi trong đêm trường tịch liêu, xăm xăm tiến tới nhà ông Bá Nghị cho kịp giờ. Sang đến nơi thì bà Bá Nghị đang ngồi âu sầu ở chõng tre, bên cạnh có hai đứa hầu gái cũng đứng đực mặt. Ông Tư Bân vội vàng đi vào sân cúi người chào rồi hỏi: "Dạ chào bà Bá, chúng tôi sang để chuẩn bị bốc mộ cho cụ đây. Chẳng hay ông Bá đâu hả? Sao cảnh nhà lại vắng vẻ đến giường này?" Bà Bá nghệt mặt rồi đáp: "Bẩm hai bác, để chẳng hay cái thằng nô nhà tôi nó chưa sang báo lại cho hai bác sao? Nhà tôi đã theo thầy ra nghĩa địa làm lễ cúng từ một canh giờ trước. Bà nãy chính tôi cũng phân phó cho cái thằng nô sang báo cho bác, để bác đỡ tốn công qua đây. Mẹ cái thằng này chứ, khéo nó lại lỉnh đi đánh bạc rồi, cái kỳ này về là chết với tôi." Ông Tư Bân vội đáp: "Không sao à,
Từ đây ra nghĩa địa cũng không xa là mấy. Bà bá nghỉ ngơi, chúng tôi xin kéo kẻo lỡ việc. Bà bá nghỉ tiến hai người ra tận cầm, chờ cho hai cái bóng khuất dạng dưới con dốc. Bà buông một tiếng thở dài trở vào trong nhà. Trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra nghĩa địa, tầm giờ này chẳng còn một ai lai vãng. Để xé tan không khí giận vắng đang bủa vây, cũng như hành trình được ngắn lại, ông Phú gợi chuyện. Bác Tư Bần này, bà cụ thân sinh ra ông bá nghỉ chết đến nay đã mau lâu rồi nhỉ? Độ dày sao mà tôi hay quên quá vậy? Chẳng 10 năm rồi quan bác. Tôi nghe người làng đồn rằng gia đình ông bá đi xem thầy những 3 lần, lần nào cũng bảo là chưa bốc được. Lần này có lẽ là cải táng được cho nên mới làm đấy. Ông Phú ổ lên đôi chân cố bám lấy vệ cỏ vì con đường nhão buồn sau cơn mưa đêm. Quay sang nhìn bạn ông Tư Bân phỏng đoán. Trong cái sự này e là có gì lạ lắm bác. Thì cứ mơ hồ có cái điều gì đó không có đúng. Này nha, cái việc khoai quan bật cách trước giờ đều tiến hành sau nửa đêm. Hà cớ làm sao mà gia đình ông bá phải ra cúng mộ từ một canh giờ trước? Liệu có khi nào mà việc quật mã này có cái gì đó không ổn không? Ông Phú điểm nhân rồi đáp. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhà ông bá lắm của thừa tiền, bày vẽ ra cúng bái dịnh giang cũng là sự thường. Có cái gì đâu mà quan bác lại lo. Tôi cũng mong là như vậy. Mà sắp tới rồi mà bà cụ thân sinh giống ấy nằm ở cuối nghĩa địa hướng Tây, chính tay tôi cũng góp sức vào đào huyệt. Tôi còn nhớ như in. Thôi nhanh đi bác. Nghĩa địa của làng Bến Hòa chôn cất không theo lề lối. Những ngôi mộ bốc rêu bám đầy, cơ mộ nứt cả bát nhang, chứng tỏ đã lâu không có người lui tới. Theo mỗi bước chân đi rất vội, hàng hà sa số mộ bia bị bỏ lại sau lưng của hai người. Nghĩa địa này là nghĩa địa chung của 3 ngôi làng, nơi đây chôn đủ loại thành phần, từ bậc trí giả đương thời đến phận cùng đinh, từ dân lắm của thừa tiền đến hạng đâm thuê chém mướn. Thậm chí còn có hơn 100 ngôi mà táng thây, đám nạn dân và xác chết trôi tấp vào. Bầu không khí ngày thường vốn đã âm u, nay gặp đêm trăng rằm càng nhuốm một gam màu lạnh lẽo. Vượt qua tầng tầng lớp lớp mộ bia, thấp thoáng từ xa ngôi mộ của bà cụ thân sinh ra ông bá đang hiện rõ dưới mấy ánh đúc bập bùng và mấy bóng người đứng lố nhố. Ngôi mộ nằm cạnh một cái ao tù và chung quanh trồng đầy tre. Những khóm tre to với tán lá rộng che khuất ánh trăng bao phủ lên ngôi mộ trong một khoảng mờ tối. Ra đến nơi thì ông bá nghỉ đầu đội khăn tang, tay cầm một cành phan đang quỳ trước một đàn cúng lớn lắm. Trên bàn cúng có rất nhiều những oản chuối cháo trắng, một bát hương nghi ngút khói, đưa 3 bộ quần áo và nhà binh và 9 cây đèn cầy cháy đượm. Sát hai bên bàn cúng đám ngựa giấy, voi giấy bày ra hàng đống, sặc sỡ đủ màu. Bên cạnh ông bá một thầy cúng độ ngoài 3 tuần, mặt mũi trẻ măng, thân mặc đạo bào đang nhập đàn làm lễ. 4 gã già nô đứng ở 4 góc mộ, tay không ngừng vung giấy tiền sau mỗi lần phất trần trong tay của ông thầy cúng làm hiệu. Ông Phú tính hắng giọng đánh đậm nhưng ông Tư Bần đã kịp cản lại. Cúng tạ mộ mà bị xen ngang thì đó là điểm gờ. Là dân trong nghề, ông Tư Bần làm gì cũng rất kiêng kỵ. Kéo bàn của mình ngồi xuống một mô đất thấp, ông Tư Bần giang hiệu cho ông Phú im lặng để gia chủ làm lễ. Móc trong túi ra một điếu thuốc dây, ông châm vào ngọn đuốc rồi rít đến tóp má. Hai người đàn ông chuyển tay nhau điếu thuốc, không ngừng phả ra khói trắng, mắt đăm đăm nhìn về đàn cúng. Hành nghề bốc mộ hơn 30 năm, đã không ít lần ông Tư Bân cải táng cho đám nhà giàu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng hành nghề, ông mới thấy một lễ tạ mộ lớn và lâu như vậy. Ngó nhìn con trăng, ông Tư Bân thầm đoán thời gian đã trôi qua nửa đêm, vậy mà lễ tạ mộ kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngồi tựa lưng vào bia đá, chẳng hiểu sao đêm nay ông Tư Bân cảm thấy sốt ruột. Tâm thần của ông trở nên bất an, hệt như có lửa đốt ở trong lòng. Dù bản thân là một người có tính nhẫn nại, thế nhưng chưa bao giờ ông thấy thời gian trôi qua chậm chạp như hôm nay. Tâm trạng hồi bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Lần thứ tư ông Tư Bân rút thuốc, tiếp tục châm lửa và gắn lên môi. Hai người đàn ông lại tiếp tục rít từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Từ bãi đồng cạn gần đó, gió ào ào thổi tới từng cơn, mây đen kéo tới che mờ nhật nguyệt, trời đất vặn mình đổi sang sắc lạnh.
Trên cao không hằng hà xa số, những tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đêm đen thẫm. Sắp có mưa bỏ mẹ rồi, ông Tư Bần khẽ lẩm bẩm, lòng càng rậm rột hơn. Giả dù đang lúc bốc cốt mà gặp mưa to gió lớn thì phiền hà lắm. May mà đàn cúng bên kia đã xong, đám gia nô đã bắt đầu hóa vàng. Vội vã đi ra sau mấy câu chào hỏi, ông Tư Bần vội bảo, lễ lạt của chúng tôi ông bá chuẩn bị chưa à? À thưa hai bác, chuẩn bị xong, đang ở trong cái thúng đằng kia. Ông Tư Bần không chậm trễ đem lễ lạt trong cái thúng bày ra trước ngôi mà. Sân trong nghề bốc mộ của ông có một luật, đó là trước khi khởi sự đào mộ đều phải cúng kiếng. Lễ lạt bày ra cũng rất đơn giản, chỉ có một đĩa gạo, một đĩa muối, một đĩa hoa cúc và mấy thẻ hương. Khấn vái cũng chẳng cần theo bài bản sách vở mà cứ khấn đại, miễn sao mình thành tâm là được, để các cụ truyền lại cứ như vậy mà làm. Nhưng mấy thẻ nhang mới châm xong, đang tính cắm xuống thì ông Tư Bần chợt khựng lại. Ngôi mả trước mặt của ông cỏ mọc xanh mọc tràn cả lên mộ bia và hình như hơi phình to hơn bình thường. Là một người bốc mộ, ông Tư Bần lờ mờ đoán đây là một ngôi mộ kết. Thường người ta vui với những trường hợp như vậy, phát mã đồng nghĩa với việc phát tài phát lộc. Mà bà cụ thân sinh ra ông bá phát kết, tức là đường âm rất thịnh, mà đường âm thịnh thì con cháu trên trần tất được độ trì. Chẳng những học hành tinh tấn, buôn đất bán may, phúc thái an khang mà tài lộc còn vô cùng dồi dào. Nhưng mà dân gian cũng có những lời đồn rằng nếu bốc nhầm mà kết thì phá đi cái thế âm, con cháu trên trần tất chịu báo ứng. Nhẹ thì tha phương cầu thực, gia căng sáo xào, nặng thì hóa điên hóa dại. Ông Tư Bần cứ ngồi nhìn ngôi mả đăm đăm, mà đến khi tiếng của ông bá nghị cất lên mới kéo ông trở về thực tại. Đưa mấy thẻ nhang cho bạn cùng mình cầm, ông Tư Bần bấy giờ nhìn ông bá rồi bảo, ông bá này, thứ cho tôi nói thẳng, hình như mả của bà cụ là mả kết đã, không có đào được đâu. Ông bá bấy giờ ngơ ngác nhìn sang tay thầy cúng. Mới nghe mấy câu này, tay thầy cúng đã nạt nộ, nhà ông biết cái gì mà nói, kết là kết thế nào, định phá ngang lễ rời mộ đó phải không? Ông Tư Bần mặc kệ lời nói xỉa xói, giữ một giọng ôn tồn. Ông kéo tay của ông bá nhìn thẳng vào ngôi mả rồi bảo, ông bá à, cho người làng thì tôi nói thật, trong danh sách của cụ nhà tôi có viết rất rõ, mộ phần là nơi chôn cất thi hài của người mất. Nếu khi còn sống người đó có tư tưởng chấp trước về thân xác, thì sau khi chết, hương linh của họ sẽ rất yêu quý thân xác này. Thậm chí là hương linh còn ra đi ra vào để xem thân xác của mình sẽ biến đổi như thế nào. Ông bán nín lặng lắng nghe, ông Tư Bần lại tiếp. Nếu hương linh đó là loài quỷ không có phước báo, họ không giữ được thân xác, nó sẽ tự hoại đi rất nhanh. Nhưng nếu họ là loài quỷ hoặc thần linh chư thiên có phúc báo, thì sẽ có những năng lực nhất định để mà giữ thân xác. Cho nên họ tìm mọi cách để bảo trì thân xác, sinh ra một hiện tượng mộ kết. Tuy nhiên theo năm tháng xác đó rồi cũng sẽ bị hoại, chỉ có thể giữ được lâu hơn một thời gian. Tôi là tôi đoán mộ của bà cụ thân sinh ra ông mới bắt đầu phát kết thôi. Bằng chứng là nơi nó phình to, chứ chưa lấn át được toàn bộ mộ bia trong cái khu nghĩa địa này. Ngược lại một giây, ông Tư Bần bấy giờ ái ngại bảo, những cái trường hợp mộ kết trong sách của cụ tôi có dặn dò là người nhà phải lập đàn lễ siêu độ cho hương linh và thỉnh những bậc chân tu có giới đức đến khai thị cho hương linh giác ngộ. Đạo lên e rằng là điểm gở lắm. Tôi thấy... Nói còn chưa hết câu thì tay thầy cúng đã chen ngang. Chà chà, cái thằng quê mùa rồi ăn tục nói phét, chứng còn đỏ khuôn hơn vịt. Ông bá nhìn đi, cái ngôi mả của bà cụ nhà ông có một dòng nước quay lưng vào mặt mộ. Đó là một thế cục cho một huyệt hung. Chẳng những thế mà ngôi mặt đã xoay ra hướng cánh đồng, là phương quay thẳng vào hướng gió. Điểm đó là đại kỵ. Kia kìa, sát ngôi mả còn rất nhiều tre và cây dại. Ông bá có thể dám chắc rễ cây nó không có đâm vào lòng mộ, chạm đến long mạch, gây ảnh hưởng xấu cho hậu duệ hay không? Liếc nhìn ông Tư Bần bằng một con mắt không mấy thiện cảm, tay thầy cúng bấy giờ lại tiếp. Bà cụ thân sinh ra ông sinh vào năm Mão, lẽ ra hướng mộ trên chọn hướng là Nam và Bắc, thế là người nhà ông lại táng thẳng hướng chính Tây. Ta đã nhầm tính rất kỹ,
Ngôi mộ này 10 phần đều phạm phải hóa huyền không lý khí. Mộ nằm ở bính, nhìn theo hướng nhâm thì trong 10 năm đầu của vòng lục thập hoa giáp, tất phạm phải phản ngâm phục ngâm. Sang năm tất sinh họa. Mà chả cần sang năm, có phải đận gần đây ông bà bá rất hay đau đầu, thuốc thang gì chữa cũng không khỏi phải không? Ông bá nghĩ cả kinh vái tay thì cũng như là vái mà tổ. Chưa kịp để trông bá lên tiếng, tay thì cũng đã nói dỗi. Ông bá không tin thì ta cũng hết cách. Sau này đại nạn lâm đầu đừng có trách ta không có nói trước. Vậy là ông bá nghĩ quay sang nói khó với ông Tư Bân. Đắn đo một hồi, ông Tư Bân cũng quyết định làm theo. Rồi nếu như mà lời của thầy cúng kia là thật, chẳng may đại họa ập xuống đầu với ông bá, thì ông Tư Bân làm sao mà gánh nổi. Đắn đo vài giây, ông Tư Bân cũng gật đầu đồng tình, nắm lấy cái cuốc mà người nhà ông bá đã chuẩn bị. Ông Tư Bân cùng với ông Phú và bốn gã gia nô bắt đầu công việc đào mả đêm. Từng nhát cuốc phầm phầm bổ xuống nguyệt mộ, từng nhát chẳng nặng nề xúc đất hất sang hai bên. Đám sáu người lặng lẽ làm việc, không ai nói với ai tiếng nào. Chớp giận vẫn còn đang chói lòa và sớm chớp vẫn động kinh tai, chiếu rập xuống khuôn viên của nghĩa địa đầy u ám. Trong bãi thà mà vắng người, ngoài ông bá và tay thầy cúng ngồi ở một mô đất cao, thì sau bóng người vẫn còn đang hùng hục đào bới. Những cánh tay gồng cứng nổi đầy gân guốc, thần thoát xúc từng thẻ đất đầy ấp hất sang bên cạnh. Bắn đi nửa canh giờ sau, ông Tư Bân dừng tay quệt mồ hôi đang ròng ròng trên trán. Ông thở hồng hồng vì mệt, quần áo đã lấm lem bùn đất và ngấm sương đêm lạnh lạnh. Mộ huyệt chôn cất người làng này thường sâu độ nửa trượng, vậy mà huyệt mà táng cô áo quan của bà cụ thân sinh ra ông bá lại sâu hơn 5 xích, thành ra là đám ông Tư Bân phải dùng lực nhiều hơn. Thế thân thể mệt rũ, hai mắt đã mở đi, ông Tư Bân chống cái cuốc xuống, đứng được mặt rồi lắc đầu mạnh mấy cái rồi kêu lên răng rắc. Trên cao không sấm chớp càng ngày càng dữ dội, nghĩa địa của làng ngày càng lộng gió hơn, thành âm ấy luồn qua hàng hà xa số mộ bia, hệt như là tiếng hồn ma đang gọi mời vọng đến từ dưới mộ đất sâu. Ông Tư Bân ngửa mặt lên trời, thì mình đã lọt thỏm trong cái hố hình chữ nhật. Hùng hùng thêm mấy nhát cuốc nữa, ông chợt nhận ra lưỡi cuốc đã chạm tới tấm gỗ. Gác cây cuốc sang một bên, ông Tư Bân quỳ xuống, dùng hai tay bới những lớp đất mỏng gạt sang bên cạnh, rồi vội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt ông bỗng sáng lên. Này, chạm tới nắp áo quan rồi đấy. Quên hết mệt mỏi, ông Tư Bân cẩn thận đào tiếp chung quanh để lấy chỗ đứng dưới đất. Khi mà thế đứng đã vững, ông cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bồm vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Cô quan tài của bà cụ được làm bằng gỗ tốt, dù đã trải qua ngần ấy thời gian mà nom vẫn vững chãi, thậm chí là trong mùi bùn non đang bùa vây khứu giác, ông Tư Bân loáng thoáng ngửi được cả hương gỗ. Thứ dư vị trộn lẫn của mồ hôi, của bùn đất biến thành mùi hăng hắc, khiến đồng ngứa mũi khụt khịt húng hắng hò lên vài tiếng. Xuống đây phu ơi, mấy cái thằng kia cầm đuốc dọi cho tao. Y lệnh của ông, hai gã gia nô cầm hai ngọn đuốc sáng rực dọi xuống. Trong khi ông Phú cũng đã có mặt cùng với cái xà beng để chuẩn bị khai quan, đoạt lấy cái móc từ tay của thằng gia nô, ông Tư Bân kê vào đoạn ván quan tài rồi nghiến răng gầm lực. Chỉ nghe một tiếng rắc đanh gọn vang lên, liệt sau đó là lời nói để thúc giục. Kê xà beng vào đây phú ơi. Xác định vị trí, ông Phú lấy xà beng lách vào nắp ván, người cong lên rồi kỳ xuống, dùng hết sức để cậy. Tiếng kim loại nghiến vào thứ gỗ tạo thành một âm thanh ken két đến rợn óc. Ông Tư Bân nhảy ra phụ họa. Theo nhịp gồng lực, từng chiếc đinh bật ra một cách đầy khó nhọc. Dừng lại một giây để thở, hai người đàn ông nhìn nhau, hít một hơi căng lồng ngực. Răng nghiến chèo chẹo, quay hàm bệnh ra và dùng lực lần hai. Dưới sức nặng của cả hai, cái xẻo beng cong víu lại, nơi quan tài bật kịch một tiếng. Mùi hôi thối của xác chết khe hở mới lộ sộc ra bên ngoài, bốc lên một mùi nồng nặc. Theo phản xạ, cả hai người đàn ông lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào miệng. Nhưng cái thứ mùi tanh tanh khắm khú đó đã luồn vào bụng dạ, ám lít toàn thân khiến đầu óc nôn nao. Ngay lập tức ruột gan của ông này cũng đã cuộn lên từng cơn, ép thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng. Không thể chịu đựng nổi, cả hai cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Chai dầu.
Ông Tư Bân vừa nói vừa thở mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng cảm thấy chua loét. Ông Phú rút ở cặp quần ra hai mảnh vải, lấy chai dầu củ lá dốc ra, quấn mảnh vải quanh mũi, một cái đưa cho bạn. Nắp quan tài đã kênh lên một đoạn nhưng còn chưa bung hẳn. Từ cái hở đó lòng quan tài chỉ là một khoảng tối đen, chưa thể xem hiện trạng cốt bên trong. Ông Tư Bân chỉ lờ mờ thấy xác đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Tiếp chưa bác nhỉ? Đừng lâu em buồn nôn quá. Tiếng của ông Phú rục rã bên tai làm ông Tư Bân giật mình. Rút cái xà beng ra, ông tính kê vào đoạn hậu nắp ván thiên. Chợt ông Tư Bân chết cứng tại trận. Được con người chú to với hơi thở, tưởng như là thắt ngang cổ họng. Bởi cái xà beng vừa được rút ra thì trong lòng quan tài có tiếng phì phì rất ghê sợ. Mới nghe thấy âm thanh này, tứ chi của ông Tư Bân như đeo hàng tấn đá. Tim ông đập loạn xạ như là muốn vỡ tung đồng ngực. Cộng với tiếng thở phì phò như tiếng rắn, ông còn nghe rõ tiếng lục cụng vang lên rõ một một. Đám mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, gầm gió đêm càng khiến thân thể của ông Tư Bân lạnh cấm. Cảm giác bất an lần đầu tiên dấy lên, lan tỏa chạy khắp cơ thể, khiến cho ông ngã quỵ xuống vì sợ. Này, làm sao mà quan bác đứng được mặt ra thế? Nhanh lên, còn định đứng đến bao giờ? Tiếng của ông Phú cất lên đầy sửng sốt. Ông Tư Bân giật mình, cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân. Nhưng những gì đang diễn ra khiến ông không thể nào bình tĩnh được. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của ông đó là bà cụ thân sinh ra ông bá còn sống. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó, đôi mắt của ông Tư Bân đã lạc thần. Thế nhưng ngay lập tức ông gạt đi vì chuyện này quá đỗi hoang đường. Bà cụ hàng người thân sinh ra ông bá Nghị đã chết cách đây quá lâu, chẵn 10 năm dòng. Chính ông Tư Bân đã cùng người làng đến tham dự đám ma của bà cụ. Tự tay của ông cùng đám trai đinh chuyển cái xác cứng đờ vào áo quan, và cũng chính tay ông đóng đinh cỗ quan tài. Một người đã chôn quá lâu như vậy thì sống lại làm sao? Rồi thêm đuốc lại đây, nhanh lên. Ông Tư Bân ngửa mặt lên gọi như đã cố trấn an bản thân. Hơn lúc nào hết, ông cần phải có đủ ánh sáng để mở nắp ván, cũng như cảm thấy yên tâm hơn. Hai cái xà beng kê ở đoạn đầu và hậu đoạn ván quan tài. Ông Tư Bân nhìn bạn của mình rồi ra hiệu, chuẩn bị cùng nhau bảy nắp ván ra. Thế nhưng đúng lúc khom lưng tính dồn lực, lần thứ hai ông Tư Bân á khẩu hoảng loạn, hốt hoảng ngã xuống vì nghe tiếng rin rít vang lên. Tiếng của ông ấy rõ ràng là phát ra từ bên trong quan tài, thành âm rít lên hệt như là tiếng móng tay cào vào thứ gỗ, từng đường không lẫn được vào đâu. Đứng đoạn hậu thì bàn của mình đột nhiên ngã ngửa ra đằng sau. Ông Phú vội bỏ cái xà beng, lội bùn tiến lại. Mới chạm tay vào ông Tư Bân, ông Phú đã giật thót. Chết thật, sao lại lạnh cắm thế này? Còn bác trúng gió phải không? Ông Tư Bân mặt xanh, mắt đăm đăm nhìn vào quan tài màu đỏ nằm dưới lỗ huyệt. Nỗi kinh sợ tuột bậc làm khứu giác như mất đi cảm nhận. Thế mùi ngai ngái khắm khú không làm trông bận tâm. Cố lên hết bình tĩnh, ông Tư Bân mấy giờ lập cập rồi đáp. Trượt chân mất đá nên ngã. Mà này, quan bác có nghe thấy cái tiếng gì không? Sao lại có cái tiếng động như là tiếng cào gỗ thế hả? Ông Phú bây giờ liền ngơ ngác. Làm gì có tiếng gì, nhanh lên, sắp mưa rồi đấy. Ông Tư Bân mơ hồ nghi ngờ chính giác quan của mình. Bầu trời chẳng chịt ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều, còn không nhanh có khi gặp cơn mưa lớn. Cố gắng xua đi những việc kỳ lạ, ông Tư Bân bặm môi, đu cả người lên cái xà beng, nghiến răng nhắm mắt. Cái nắp quan tài bị đẩy bung lên, kêu lộc cộc trên thành quan tài trước khi dừng lại. Ông Phú nhanh chóng dựng cái nắp quan tài áp mặt vào thành đất, rồi đón lấy bó đuốc từ tay của thằng Zano. Quá ánh chớp nhập nhằng vào qua nguồn sáng của bó đuốc, từ trong lòng quan tài một mùi ngai ngái sập lên vô cùng lượm giọng, và một màn sương màu vàng lờ mờ bốc lên. Ngay lập tức ông Tư Bân mở nắp bình rượu uống một ngụm lớn, phun phì phì xuống. Bên trên bờ đám Zano đã giạt ra, còn lại ông Bá Nghị quỳ mọp ở đó, hai tay chắp vái sắc bù của mình. Nhưng dưới lòng mộ thì lại là một tình cảnh cực kỳ kinh dị. Hơi rượu phun ra khiến cho màn sương màu vàng lờ mờ ám trên xác chết bay đi. Ngay khi cảnh vật được thấy rõ bằng nhãn lực, ông Phú và ông Tư Bân bèn lập tức biến sắc, thần kinh quay cuồng mặt tái dại lại, hai mắt trợn trừng như kẻ lạc vía. Ngay cả ông Bá ở trên bờ cũng rụng rời chân tay,
Bởi lẽ lời cung Tư Bân nói không sai, đây là một ngôi mộ phát kít. Lù lù trong lòng quan tài, xác của bà cụ Hằng còn nguyên hệt như đang nằm ngủ. Tấm vải liệm quấn thân hình chữ thọ màu đỏ chỉ hơi trương lên, cơ hồ ra thịt chưa hề phân rã. Vẫn là một gương mặt vô hồn, hệt như cách đây 10 năm đừng đưa vào quan tài đem đi chôn. Duy chỉ có hai hốc mắt là hơi tịt lại, và khoang miệng móm mém dường như đã há ra, để lộ ra bên trong ba đồng bạc đã ngả màu ố đen. Bên trên nghĩa địa, đám cú mèo ban nãy bu đến nay đồng loạt nháo nhác bay lên, đập cánh kêu loạn xạ có vẻ sợ hãi. Quá hoảng sợ, ông Tư Bân và ông Phú leo lên, mặt mày sắm ngắt. Ông Phú nói như là trách: "Bác Tư Bân đã bảo ông bá rồi, ông bá không có nghe, bây giờ tính sao đây? Cả mộ kết thật rồi." Ông bá run cầm cập không đứng dậy nổi, cứ chắp tay vái hai ông bốc mộ, mà cổ họng của mình rít lên vì quá sợ. Ông Tư Bân tháo tấm vải đang quấn quanh mũi xuống, trầm giọng rồi bảo: "Bây giờ chỉ còn một cách là lấp lại mộ huyệt, sau đó làm cái lễ tạ mộ thưa ông bá hả. Ở mộ kết bốc lên là độc lắm đấy, cái việc này không cẩn thận rủi ra là lắm việc rắc rối về sau. Tổ tiên tôi đã dạy như vậy, chuyện mộ phần là việc hệ trọng, cố đấm ăn xôi có khi để rước họa vào thân." Trong khi ông bá nghĩ còn đang quá sức sợ hãi, thì gã thầy cúng đã nói chen: "Hay cho cái thằng già ăn tục nói phét." Ông bá phải bình tâm suy xét, hướng mộ của bà cụ phạm vào ngũ quỷ, vì lẽ đó cho nên thân xác mới không phần rã. Nếu là giống mộ kết thì cùng lắm chỉ dính lại ít thịt cẳng tay cẳng chân, hoặc là một vùng nào đó, chứ làm gì có cái việc ra thịt còn nguyên. Thế này rõ ràng là bị quỷ ám. Bây giờ cách duy nhất đó là phải gấp rút đào lên, lau rửa xương cốt cẩn thận, xếp vào quan quách đem táng ở một mảnh đất có long mạch. Có như vậy khi âm mới được gột rửa, hương linh của người chết mới không chịu giày vò, và con cháu trên trần mới không thọ tội. Ông bá phải tin lời của ta. Ông bá nghĩ tin sái cổ, ra sức lục lại hai ông bốc mộ. Vậy là lần thứ hai cả hai đành miễn cưỡng làm việc tiếp, rồi trong lòng cảm thấy có hơi hoang mang. Số tiền công ông bá hứa trả gấp 5 lần ban đầu không phải là lý do mà ông Tư Bân quyết định làm tiếp, mà vì gia đình ông bá trong làng cũng là loại hiền lương, bản thân mình nhận làm thì chủ bảo sao cứ làm như vậy. Thêm việc những điều mà ông Tư Bân học được đều là từ kinh nghiệm của cha ông đời trước qua hình thức chuyển miệng, đem ra so với sở học của tay thầy cúng, đúng là cũng có chút kịch cỡm. Với lấy một sợi dây thừng, ông Tư Bân lần thứ hai nhảy xuống đồng mộ. Ông chắp tay khấn vái xin điều gì rồi quấn sợi dây thừng qua mấy vòng thân xác, đoạn ra lệnh cho đám trên kéo lên bà. Xác của bà cụ được kéo lên theo tư thế xốc nách, đừng đặt nằm sõng soài trên mặt đất. Gặp ánh chớp chói lòa đánh xuống làm cho cảnh tượng càng thêm phần kinh dị. Đám gia nô to gan lớn mật là vậy, nay trong lòng đã sớm run lên. Ông Tư Bân hớp một ngụm rượu mạnh để lấy tinh thần, sau đó thét ông Phú cùng mình khiêng cái xác ra một cành cây xoan đào ở gần đó. Một màn này ông bá nghỉ cùng với bốn gia nô phải quay đi vì không dám đủ can đảm đối diện. Đặt cái xác nằm dưới gốc cây, ông Tư Bân quay lại bảo: "Chúng mày đi chặt cho ta một ống tre già tới đây, nhanh lên." Trong khi đám người nhà ông bá đứng co cụm một góc, gã thì cúng rào chân đi tìm một khoảng đất trống để tiểu tiện. Tự tin vào sở học của mình, đến lúc này gã vẫn khẳng định chắc nịch ngôi mộ nhà ông bá nằm vật thế độc, không cải táng sớm trước sau gì cũng gặp họa diệt thân. Vừa sung sướng xả lũ, các thầy cúng vừa mơ tưởng tới số vàng mà ông bá hứa hẹn thanh toán sau khi việc thành. Chưa kịp tiểu xong, tay thầy cúng chợt giật thoát mình, hoảng hốt đánh rơi bó đúc trong tay vì nhận ra có một đôi mắt sáng quắc đang thập thò sau một mộ bia cao nhìn mình chăm chăm. Các thầy cúng thốt ra trong một tiếng thở hổn hển vì ghê sợ: Cái gì thế?" Mặt tái mét nhìn về hướng đôi mắt đỏ rực, bàn tay luống cuống run rẩy mò mẫm tìm bó đuốc. Thế nhưng chưa kịp cầm lên, gã ú ớ rú lên một tiếng khi một bóng đen lao vút vào mặt của mình. Con mèo mà, không, một con linh miêu toàn thân phủ một lớp lông đen nhào tới. Nó gào rú và cầu cấu khiến máu chảy ròng trên cẳng chân. Những đường cào làm gã thì cúng đau thấu tâm can. Lần đầu tiên gặp phải con linh miêu to lớn như vậy, cái thể cũng lăn lộn ra sức chống đỡ. Đến khi tóm được cổ con vật hung hãn, các phải dùng hết sức mới quăng đập nó xuống đất vài phát. Những cái móng sắc gần lưỡi rào bấu chặt xuống cánh tay của gã
như là muốn xé toạc lớp da của gã thành từng mảnh. Các thầy cúng nghiến răng bóp thật chặt, tiếng gầm gừ của con linh miêu mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng mà nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của gã. Sau cùng gã đành lê chân tiến lại đám người ông bá đang tụ tập. Câu mày ai nấy đều đang căng mắt nhìn về hướng gốc cây xoan cách đó một đoạn khá xa, cho nên chẳng ai để ý đến bộ dạng của gã. Để che giấu, các thầy cúng đành khoác lại bộ đạo bào thật kỹ, lấy cớ ngấm sương đêm xin về trước. Ông bá nghĩ đang sốt sắng cho việc bốc mộ nên chỉ nói chiếu lệ vài câu để gã ra về. Cùng lúc đó, thằng Gia Nô nhà ông bá cũng đem ống chè đến cho ông Tư Bân. Thế mặt mũi của nó tái mét, ông Tư Bân xua tay cho nó đi, để hai ông ở lại đây. Lấy con dao tông, ông Tư Bân chẻ đống tre thành những đoạn đóm, hệt như là đóm dùng để châm thuốc lào. Trong khi đó, ông Phú lấy một cái bát sành, đem đập vỡ và chọn lấy một mảnh sắc nhọn. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Một đầu sợi dây thừng cột chặt hai cổ tay cái xác, đầu kia ném qua một cành cây và cột chặt vào thân. Trong giây lát, xác của bà cụ Hằng đã được cố định theo phương thẳng đứng. Khẽ nín thở một giây, ông Tư Bân lắc đầu lấy dao dọc cái đám vải liệm mục nát, sau đó mới phụng sức của xác chết ra. Thanh đóm trong tay của ông và mảnh sành trong tay của ông Phú bắt đầu làm công việc lóc xác người. Tiếng đóm tre cùng mảnh sành cạo vào xe thịt nghe rộn rộn rợn tóc. Từng mảng thịt da được bóc tách, từ cẳng chân lên đùi đến bụng và lên cánh tay, vai và đầu. Ở những vị trí thịt mềm như là bún thiêu, hai ông phải trực tiếp dùng tay trần vuốt cho thịt rơi xuống. Vật lộn hơn một canh giờ, xương và thịt được phân thành hai đống. Vì sợ nhầm lẫn thành ra cứ cạo được đám thịt nào và phân khớp ra xong, ông Tư Bân cẩn thận xếp luôn xuống cái chiếu hoa trải cách đó một đoạn. Với đống máu thịt ruột lòng nằm chất đống, ông Tư Bân bảo ông Vũ đem đổ rượu lên rồi châm lửa đốt. Sau đó mới bắt tay vào quá trình rửa cốt. Khi đã nhặt xong toàn bộ hài cốt và đem rửa sạch, ông Tư Bân gọi vớ lại với đám người nhà ông bá. Đem cây chiếu khác với lại tấm vải ra đây. Một gã Gia Nô vội vàng đem hai vật ấy rồi lùi thủi rất nhanh, trải tấm chiếu cói xuống dưới, sau đó trải tấm vải đỏ lên trên. Ông Tư Bân lần lượt xếp xương của bà cụ Hằng theo thứ tự hình dạng ban đầu của người. Đầu sọ được xếp lên hướng trên. Dưới xương sọ dùng một tấm vải có gói rất nhiều chả bên trong. Tất cả các xương và khung xương đều được ông Tư Bân kiểm tra đầy đủ, không được để sót. Sau khi chắc chắn không còn sót gì cả, ông Tư Bân tiếp tục dùng nước ngũ vị để mà lau rửa xương cốt và tiểu quách. Thêm một tấm vải đỏ tinh xảo được lấy ra từ túi, ông dùng để thấm khô cốt của bà cụ. Bên trong đáy tiểu, ông Phú đã cẩn thận trải giấy dầu trong lòng, sau đó rồi xếp xương cốt thành hình. Ông Tư Bân xếp xương sọ ở đầu tiểu, là đầu có chạm hình chữ thọ, rồi cứ như vậy xếp dòng xuống thứ tự. Thất bảo cùng lá vàng bạc vào trong xương cốt, rồi gấp hết lại để hở ra bộ xương. Ông Tư Bân nhanh tay đóng nắp tiểu lại, chùm tấm vải gấm thêu hoa lên rồi đặt vào trong quách. Đặt theo đúng chiều đầu và chân của quách, mấy nệm gỗ để chuẩn bị sẵn để cố định chắc chắn tiểu ở trong. Cuối cùng thì ông cho hoa cúc khô và hoa nhài khô lên rồi đóng nắp quằn quách lại. Công việc xong, hai ông đem cái tiểu ra chôn đúng vị trí mà ông bá nghị đã định sẵn, sau đó quay lại một lần nữa để lấp đất mà. Hốt hết đám cho tàn mà đống thịt còn sót lại, ông Tư Bân hết thất xuống đáy mộ. Nhưng mới dọi đúc xuống dưới đáy mộ, đột nhiên ông Tư Bân cảm thấy gai cả người. Dưới luồng ánh sáng bừng bừng hắt xuống, ông khiếp đảm khi thấy rõ tại lòng nắp áo quan xuất hiện chi chít những vết cào xước còn rất mới. Ở dưới huyệt mộ ban nãy, ngoài ông và ông Phú ra thì làm gì có ai. Rồi biết được rằng suy đoán mới nảy ra trong đầu là vô lý, nhưng mà ông Tư Bân vẫn mơ hồ nghĩ rằng bà cụ Hằng đã sống lại và dùng móng tay cào vào gỗ để ra hiệu cho ông biết. Một cỗ cảm giác kinh hoàng ngay lập tức choáng ngợp tâm trí của ông. Cố gắng không nghĩ đến những viễn cảnh kinh hoàng, ông Tư Bân hối bạn: "Nhìn lên bác Phú ơi, lập đất lại gần qua giờ xỉu rồi." Ông Phú đã mệt rũ, chẳng cần bạn dục ông cũng nhanh tay chụp lấy cái xẻng. Thế nhưng mới xúc được xẻng đất đầu tiên, ngay lập tức ông Phú giật mình ú ớ chỉ tay: Nó kia." Ông Tư Bân vội vã nhìn theo hướng tay của bạn. Bên dưới huyệt sâu có ánh chớp lập lòe và ánh đuốc sáng. Ông thấy ở khoảng đất nơi đầu huyệt mộ có một con rắn rất lớn,
đang lù lù ngóc đầu dậy. Nó chui ra khỏi đất. Con rắn toàn thân bám bùn non nhưng vẫn hiện lộ một màu da vàng như mo cau, thân cuộn bằng bắp tay. Cạnh con rắn lớn này còn có ba con rắn khác, tuy chỉ bằng cái ống xe điếu, thế nhưng bộ dạng rất hung dữ. Cơn giật mình qua đi, ông Phú liền sốt sắng. Con rắn này nó chui ở đâu ra mà nó to vậy bác? Bà nãy đào có thấy nó đâu? Hay là nó làm tổ ở cạnh nơi huyệt nhà? Có lẽ là mình đánh động cho nên là phạm vào mộ của nó chăng? Mà sao nhìn tướng mạo của nó lạ vậy chứ? Đời tôi chưa bao giờ thấy con rắn nào nó cổ quái như vậy. Chả biết nó là cái giống gì. Mặc kệ nó là cái giống gì, tàu béo thế kia bán là được ối tiền đó. Hay là bác phụ tôi bắt nó đem bán đi. Của trời thế này, tội gì mà không hưởng. Ngay lập tức ông Tư Bân cản lại. Không nên đâu quan bác. Cái giống này nó sống gần mộ, tất là long mạch ở đây vượng lắm. Cụ nội tôi có bảo nó là rắn có tính linh, phạm vào đã e là độc địa. Cụ tôi còn ghi rõ trong sách là nếu thế loại này thì cũng nên xua đuổi, đừng bắt về mà ôm họa vào thân. Quan bác nói thế nào chứ? Trước khi theo quan bác đi hành nghề bốc mộ, tôi đã từng làm cái thằng bắt rắn cả 20 năm. Rắn đực, rắn cái, hoa cỏ cặp năm. Từ bãi hoang cho đến nghĩa địa, tôi đã bán và bán hàng trăm, thậm chí là cả ngàn con đấy. Có thể điểm xui điểm rủi gì đâu. Đành rằng là mình làm cái nghề ăn cơm của người chết thì phải tín tâm. Thế nhưng mà cái tâm ấy mình để kính trọng những người đã khuất mày khuất mặt. Chứ cái giống bò sát này thì có cái gì mà kính. Trong khi ông Phú đang thao thao bất tuyệt, con rắn da vàng kia đã bò ra khỏi đất. Nó nằm cuộn tròn thành một đống giữa đáy mộ, thân to như là cái rổ xề ngóc đầu nhìn lên. Trong khi ông Tư Bân chưa kịp lên tiếng cản thì ông Phú đã nhặt một cái túi vải, thủ thêm con dao rồi lao xuống huyệt. Nhưng điều làm ông Phú cảm thấy bất ngờ nhất không phải là sự xuất hiện đột ngột của con rắn, mà là nó rất là hiền. Thì ông Phú mon men tiến lại, con rắn rúc đầu thấp hơn, chẳng có điều bộ phản kháng và dễ dàng bị ông Phú tóm gọn. Là một thợ bắt rắn có thâm niên, hơn ai hết ông Phú biết giống loài này rất sợ hơi người. Hễ cảm thấy nguy hiểm bùa vây, tất chúng sẽ phản kháng lại kịch liệt. Có những lần đi săn, ông Phú còn phải dùng cả thuốc mới bắt được, vậy mà con rắn này vẫn nằm im cho ông xử lý. Gần 20 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông Phú thấy dễ dàng như vậy. Tóm xong con rắn vào cột chặt miệng túi vải, ông Phú sẵn tiện chém chết ba con rắn kia. Ba con rắn con bị chém làm hai, không ngừng vặn vẹo trong đám máu tươi bùn non. Xong xuôi, ông Phú lại lóc ngóc bỏ lên. Sau đó hai người hùng hục lấp lại mộ huyệt. Đến tinh mơ thì sự đã thành. Thu dọn đống đồ nghề, cả ngày lầm lũi quay trở về làng khi tiếng gà gáy đầu tiên đã vang lên. Sau khi ai về nhà nấy, ông Tư Bân cũng tắm rửa thật kỹ. Sau đó lên giường nằm ngả lưng, đặng trưa nay sẽ sang nhà ông Bá Nghị ăn cỗ và nhận tiền công như đã trao đổi. Ở bên kia căn nhà, ông Phú sau khi đem con rắn bỏ vào trong một cái lu, đóng nắp cẩn thận, sau đó thì cũng đi tắm và đi nằm. Chiều hôm ấy, hai người cùng nhau sang nhà ông Bá như đã hẹn, rượu chè túy lý một hồi lâu. Trước khi ra về, ngoài số tiền công, cả hai còn được ông Bá thưởng thêm mỗi người 5 quan, thêm 2 thúng đồ ăn, nào là xôi giò thủ lợn. Lảo đảo ra về, hai người một lần nữa chia tay nhau vì hơi rượu đã làm cho đầu óc choáng váng. Về tới nhà, ông Phú nằm cành ra giường, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến sập mí mắt, đưa ông vào giấc ngủ nồng. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng ý ới vang lên làm trông Phú choàng tỉnh. Đầu óc của ông căng cứng, tứ chi như chẳng còn sức lực. Ông Phú gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhau mắt nhìn ra. Bên ngoài trời đã chập choạng tối, thấp thoáng ở ngoài ngõ có bóng dáng của một người đàn bà đang đi vào. Ông Phú nhận ra ngay đó là bà Kim. Bà Kim kém ông Phú 3 tuổi, khóa chồng đã 10 mấy năm, cũng chẳng có muộn con nào và làm nghề hàng xén ở chợ. Ở cái làng này ai cũng biết bà Kim đem lòng thương ông Phú. Cùng cảnh rổ giá gặp lại, xét theo quan hệ thì già nhân nghĩa, non vợ chồng. Bà Kim bấy giờ rất hay sang nhà chơi và hai đứa con của ông Phú cũng ra sức hợp tác. Thế nhưng ông Phú chẳng muốn rình rang tổ chức. Vườn vài ngắp dài, ông Phú lảo đảo bước ra, hạ mình ngồi xuống hàng hiên rồi hỏi: bà đi đâu mà lật đật thế hả? Bà Kim bấy giờ dúi cho ông Phú một thứ gì đó trong mấy lớp lá chuối rồi bảo: ăn đi, bánh dày đấy. Này tôi có công việc phải xuống ở phủ huyện một phen,
Tôi có ghé chỗ cụ cử để hỏi thăm hai đứa nó. Thì chúng nó học hành tinh tấn mà tôi cũng mừng thay. Thế ông đã cơm nước gì chưa? Sao ngủ mà để cửa mở toang hoang thế hả? Cái độ này để rộm cắp như tươi đó. Ông Vũ tủm tỉm cười rồi bảo: tôi mới đi ăn cỗ nhà ông bá về. Đêm qua ông ấy làm cái lễ sang cắt cho bu ông ấy. Còn đồ ăn thì đem về đây. Hay là bỏ lại ăn với tôi cho vui hả? Nói đến đây thì ông Phú sực nhớ ra con rắn vàng trong cái lu sành. Ông vội bảo: bà ngồi đây đợi tôi nhá, tôi phải xem cái này. Lật đật đi vào trong nhà, ông Phú kêu nhanh cái ngọn đèn dầu tất tả đi nhanh ra. Vội vã mở nắp lu, mới dọi ngọn đèn vào, ông Phú hụt hẫng ra mặt khi thấy con rắn da vàng đã chết ngửa bụng từ bao giờ. Ngồi ở hàng hiên nhìn ông Phú cứ đực mặt ngó nhìn vào trong lu. Bà Kim thấy lạ quá cho nên vội vàng tiến lại để xem thử. Mới nghiền cổ vào, bà liền giật mình hỏi: trời đất ơi, ở đâu ra con rắn to vậy hả? Mà nó chết rồi hả ông? Ông Phú thở dài vừa thọc tay vào trong lu, ông vừa cám cảnh bảo: tôi bắt được nó trong lúc lấp mộ cho bà cụ. Nó ở đám đất chui ra lòng huyệt. Ban đầu tôi định bắt sống đặng đem đi bán cho tiệm thuốc, lấy thêm tiền gửi cho hai đứa nó ở dưới huyện để sắm bút mua nghiên. Thế mà mới nhốt có một ngày mà nó đang ngủm củ tỏi rồi. Nhấc con rắn lên, đồng Phú tặc lưỡi mà tiếc. Qua ánh đèn dầu lập lòe, đến lúc này ông Phú mới định tâm quan sát. Con rắn cầm rất chắc tay, nặng tầm khoảng 5 đồng cân. Toàn thân phủ một lớp da vàng như mo cau ba nắng. Trên đầu của nó có một túm thịt như màu gà. Ở dưới mào có một đám vảy xù xì dựng đứng lên, kéo dài một đoạn cứ gần 2 thốn. Theo ông Phú đăm đăm nhìn con rắn bằng một ánh mắt tiếc rẻ, bà Kim chép miệng bảo: nó chết rồi thì ông đem nó đi, đứng bẩn thần ra đó làm cái gì? Này, đừng có nói với tôi là ông định thịt nó đấy nha. Tôi bảo này, rắn nó sống ở dưới mộ là nó hấp thụ âm khí nhiều lắm đó. Cái giống này không nên mổ thịt đâu, gở lắm, độc lắm đấy ông hả. Ăn vào có khi là chết chứ chả đùa. Trái với nét mặt âu lo của bà Kim, ông Phú bây giờ còn cười khành khạch rồi bảo: bà đúng là cái gì cũng kiêng kỵ. Dì chứ rắn ngoài nghĩa địa tôi có ăn hàng trăm con này nha. Ăn nó làm cho tôi gan dạ thêm. Có thế mới làm được cái chân bốc mộ cho người chết. Có thế mới có tiền nuôi chúng nó ăn học. Bỏ là bỏ làm sao. Thôi bà lên nhà đi để tôi làm cho. Đem xác con rắn ra bể nước sau nhà, ông Phú lật đật ngược lên trên bếp lấy dao thớt và bắt đầu mổ thịt. Hì hục một lúc con rắn cũng đã biến thành món chả lá lốt thơm nức mũi. Cắt thêm một đĩa đem sang biếu gia đình của bạn. Nhưng mà ông bà Tư Bân hôm nay đi vắng, thành ra là ông Phú lại lật đật đem về. Và cũng sau ngày ấy thì những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm tới để gõ cửa. Xế chiều ngày hôm ấy, ông bà Tư Bân đang ngồi đan lại đám sọt tre thì nghe tiếng xé rú lỏng vang lên ở nhà ông Phú. Tiếng rú đó lớn đến nỗi bà Tư Bân phải giật mình đánh rơi cái lạt tre trong tay. Bà hoảng hốt quay sang rồi hỏi: đứa nào nó gào cái gì mà nghe gớm thế hả? Hình như là ở bên nhà ông Phú thì phải. Ông Tư Bân vội buông con dao trong tay: nhanh sang bên đó xem có chuyện gì. Tiếng này là tiếng của bà Kim. Sang đến nơi, hai vợ chồng ngơ ngác khi thấy bà Kim ngồi bệt ở nền nhà, đầu tóc rũ rượi và không ngừng khóc than. Bên cạnh bà là thằng Sử, lúc này mặt mày thất thần, ánh mắt không che được nỗi sầu thảm. Làng này không thiếu con cái theo học ở dưới huyện và Sử làm chân đưa tin. Nay đồng một cái hắn tìm tới thế này. Xét về thái độ của bà Kim, ông Tư Bân đã thầm lo vì đoán đã có tin dữ. Bà Tư Bân ngồi vội xuống lay mạnh vai của bà Kim gặng hỏi: có chuyện gì thế thím ơi? Sao lại khóc toáng lên thế hả? Ông Phú đâu? Bà Kim mặt mày tái dại cứ lắc đầu nguậy nguậy mà không sao thốt được thành lời. Thằng Sử đáp thay giọng nghẹn nghẹn: Cậu cả nhà ông Phú chết thộc máu ở dưới huyệt lị rồi bác Tư Bân à. Bác Phú nghe em báo tin thì tức tốc chạy đi rồi. Mới nghe đến đây thì hai ông bà đều xanh mặt nhìn nhau. Cậu con trai lớn nhà ông Phú tên là Quân, học hành giỏi giang, tính cách hiền lành rất được lòng hàng xóm. Một người như vậy vắn số thì quả thật là nỗi đau đớn khôn nguôi. Ông Tư Bân qua cơn bàng hoàng vội dặn vợ ở lại túc trực bên nhà bà Kim, trong khi ông thuê nhanh một xe ngựa cùng thằng Sử chạy ngay xuống huyện nha. Bà Kim dù chẳng phải bu ruột thế nhưng mà mấy năm nay đều qua lại nhà, lại coi anh em của thằng Quân như con đẻ.
Thành ra là khi nghe tin thằng bé đột ngột chết khiến bà đau thấu tâm can. Khóc lóc vật vã một hồi thì bà lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hàng xóm nghe tiếng khóc than cũng kéo sang bu kín vòng trong vòng ngoài. Đám hàng xóm sau khi nghe xong sự tình mặt mày ai nấy đều thất thần, chỉ biết lặng người nhìn nhau và đang chia sẻ nỗi buồn thầm thầm. Băng đi đến tầm giữa trưa, hai cỗ xe ngựa đã quay lại làng. Cỗ xe ngựa đầu tiên chở ông Phú đang ngất lịm. Ông nằm vật ở đó, mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng, mồm hơi há ra như là người đã chết. Cỗ xe sau thì chở thằng Sử, ông Tư Bân cùng cái xác đắp chiếu của thằng Quân và đứa em trai tên Hậu. Đám dân làng đang rầu rầu ngồi nhìn nhau thì nghe tiếng lộc cộc vang lên. Không ai bảo ai cùng dõi mắt nhìn ra. Từ trên xe ông Tư Bân bước xuống rồi gọi lớn. Chúng mày ra dìu ông Phú vào nhà đi. Mấy cái thằng kia phủ khiêng xác thằng bé vào, mau lên. Đám trẻ đình nhanh chân tiến ra, phân công kẻ cống ông Phú vào nhà, kẻ khiêng xác của Quân vào để lo hậu sự. Cái xác đắp chiếu vừa được chuyển xuống cái cáng tre tạm bợ thì bất thình lình một chuyện lạ diễn ra. Bầu trời đang nắng gắt cao thì đột nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, báo hiệu cho một cơn giông tố phong ba. Con đường độc đạo dẫn vào nhà ông Phú bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vùn vụt thổi tới cùng mây đen khiến cho không gian chuyển sang cam màu tối mở lạnh, khung cảnh tăng thêm vẻ não ruột. Oái oăm nhất là cơn gió quái ác đó vô tình hất tung cái chiếu đầy xác của thằng Quân. Mấy thấy gương mặt trắng xanh, hai mắt không nhắm nổi với một bên mép còn dòng máu đang ngả thành vệt nâu cứng. Đám dân làng đã khóc váng cả lên. Ai ai cũng thương cho thằng Quân tài hoa mà vắn số. Ở cái làng này ngoài cụ Đồ Chí ra thì chỉ có nó là người hay chữ nhất. Đã vậy thằng Quân lại còn sống tình nghĩa, có trên có dưới. Một người tuổi đời còn trẻ, lòng ôm bao hoài bão như nó, bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Bà Kim bấy giờ cũng đã tỉnh dậy, thấy cái xác được khiêng vào sân, bà lao ra nhìn và đột ngột rú lên, mồm làm nhảm vừa nói vừa cười man dại. Đám đàn bà trong làng phải sai hai người kèm cặp, phòng khi là bà nghĩ quần mà thiệt thân. Đám chức sắc trong làng nghe tin cũng kéo nhau tới. Rất nhanh đám ma trong chiều lộng gió đã được cử hành sau khi làm lễ tắm rửa cho thằng Quân. Buổi chiều âm u ấy, khi mà những tiếng chuông chùa vừa dứt thì từ nhà ông Phú vang lên tiếng kèn tàu bắt âm. Thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch, làm cho đám ma nhốm một màu rất rợn người. Nhất là càng đổ về sầm tối thì sớm chớp đã bắt đầu xuất hiện. Mùi nhang trầm, tiếng hở khóc, tiếng mõ chiêng, tiếng cây cối răng rắc vặn mình. Hàng tác âm thanh hòa khiến cho không gian bao quanh như đã vương thêm cảnh ảm đạm. Xác của thằng Quân đã được đặt vào quan tài, mặt phủ một tấm vải trắng. Đầu quan tài là một bàn cúng nghi ngút khói nhang. Đám tàn hương rơi vãi đầy lên bát cơm bông đắp cao có ngọn. Tấm ảnh thờ họa bằng nét vẽ truyền thần nằm im đặng sau một cây đèn cầy leo lắt. Cảnh phan buộc một chiếc khăn tang rũ xuống, thứ màu trắng u buồn chốc chốc kẽ lay động vì gió luồn vào. Ở bên kia nhà sau một hồi hộ đám ma, ông bà Tư Bân cũng đã về bên nhà cho lợn gà ăn. Đình bồng xong lại xếp sang phụ giúp. Qua những gì mà chồng bà đứng nghe thằng Hậu thuật lại, bà lờ mờ đoán rằng thằng cu Quân chết do trúng gió. Đem suy nghĩ đó nói với chồng, ông Tư Bân chỉ ậm ừ gật đầu cũng không có phủ nhận. Thế nhưng có một điều làm trông thắc mắc, đó là lúc tắm rửa cho xác chết, ông cảm thấy da rẻ của thằng bé bồng beo nhợt nhạt hệt như đã xác trôi sông. Về làm công việc ăn cơm người âm, thành ra đã rất nhiều lần ông Quân tiếp xúc với xác chết đuối. Hiện trạng da rẻ đó ông sớm đã quen mắt, và chính thắc mắc ấy làm ông cứ hoài nghi trong lòng, tất cả cái chết này đều có uẩn khúc gì đó. Quay trở lại với đám tang, ông Tư Bân cùng vợ chạy toàn ra cái tiếp đãi khách thay cho gia chủ. Ông Phú vì quá đau buồn nên liệm đi không tỉnh, trong khi bà Kim ngồi được mặt cạnh quan tài còn chưa đóng nắp. Mưa đã bắt đầu rơi, trời đổi sang sắc lạnh lẽo, đám ma u buồn cũng dần thương người. Đến tầm cuối giờ hợi thì đã lác đác ba bốn mạng ở lại. Ông Tư Bân giục vợ về ngủ trong khi ông sẽ ở lại đây để cho bớt thiêu quạnh. Bà Kim thì cũng được người đàn bà dìu vào trong buồng nằm. Ở gian nhà chính thì ngoài cỗ quan tài và thằng Hậu túc trực nhang đèn, còn có ông Tư Bân và một người đàn ông tên Dực là ở lại. Đêm dài bắt đầu buông, thời gian trôi qua như bất tận.
Ngồi một lúc ông Tư Bân cũng mệt và tựa lưng vào tường nhà mà chợp mắt. Mưa vẫn rả rích rơi, thằng thốt một vài hồi sấm vang rền trùm lên căn nhà của người mới mất. Thiếp đi được một lúc thì ông Tư Bân thấy mình lạc vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, ông thấy mình đang đi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn ra nghĩa địa làng. Khác với mọi hôm, con đường vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng lác đác trên đường, ông thấy có người đi cùng chiều của mình. Trời lúc đó chưa tối hẳn cho nên nhãn quan của ông vẫn thấy rõ. Những bóng người này đều bận đồ tối màu, đi chân trần gục đầu nhìn xuống, bộ dạng rất kỳ quái. Thế nhưng có điều làm trông Tư Bân thấy rất lạ. Đầu tiên là người nào người nấy đều phải đeo gông ở tay, thoạt nhìn qua hệt như là cảnh quan quân áp giải tù binh hay là tội phạm. Thứ đến là trên hai vai và đỉnh đầu của đám người này có ba ngọn lửa màu xanh rất yếu ớt, cảm tưởng như là cơn gió thổi qua cũng có thể làm chúng tắt lụi. Qua sức kỳ lạ, ông Tư Bân tính lên tiếng hỏi, thế nhưng cổ họng cứng nhắc như đã bị đút nút. Đúng lúc đó thì chợt ông thấy trước mắt của mình có một bóng hình quen mắt. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thằng Quân. Là hàng xóm sát vách, từ bé thằng Quân đang hay sang nhà ông chơi. Có khi ăn nhờ bữa cơm, có khi lại cùng ông trèo lên hái trái sau vườn. Đã từ lâu ông Tư Bân coi nó như là con, chứng kiến nó từ lúc tấm bé cho đến khi phương trưởng. Có chồng mù mắt ông cũng nhận ra bóng lưng này. Vượt qua một đám người, ông Tư Bân lao lại. Vì không thể nói lên thành lời, ông vỗ mạnh vài tiếng đánh đậm. Thế nhưng lần thứ ba ông cảm thấy bàng hoàng khi tay của ông xuyên qua cái bóng đó chứ chẳng thể chạm tới. Và trong khi ông Tư Bân đang u ớ kinh ngạc thì bất thình lình cái bóng đó quay lại. Đối diện với ông đúng là thằng Quân. Thế nhưng da rẻ tím tái, thất khiếu không ngừng ập ra với một đôi mắt trắng dã vô hồn. Quanh cổ của Quân có một con rắn lớn quấn quanh như là một sợi dây thầm lặng. Cái đầu của con rắn ngóc cao rít lên từng tiếng phì phì, với cái lưỡi đen xì thò ra thụt vào làm trông càng thêm khiếp đảm. Nó bắt con, nó bắt con. Ông Tư Bân khiếp đảm choàng tỉnh khi thanh âm thoát tục ngân dài đó vọng tới tai. Ông gặp người thở dốc, mồ hôi không ngừng rỉ ra toàn thân với tiếng tim đập loạn nhịp. Con rắn đó, con rắn đó. Ông Tư Bần có rúng mình mẩy, hơi thở tiếp tục ứ nghẹn, thần kinh căng ra. Sợi dây vô hình trong đầu cũng đã liên kết lại, đủ để ông nhận ra con rắn trong cơn ác mộng mới trải với con rắn đã giữ huyệt mộ mà ông Phú đã bắt được là một. Nhưng đang trong lúc tăng ra bối rối và ông Phú còn chưa hồi tỉnh, nhất thời ông Tư Bân không biết xử trí làm sao. Ông đành cắn răng giữ suy đoán ấy cho mình. Làng Bến Hòa nơi ông Tư Bân sinh sống có một tập tục được truyền từ thời dựng làng. Đó là trai gái trong làng nếu chưa có gia thất, chẳng may mất trẻ dù vì bất cứ nguyên nhân gì, cũng chỉ được quản xác trong nhà có một đêm. Tuân theo cái thông lệ đó, đúng sáng hôm sau thì cố quan tài của Quân đã được đóng nắp và đem đi chôn. Sau khi sư thầy ra lệnh di quan, đám trai đinh tám người hỏi nhau kiêng cố quan tài như là bưng đi ra ngoài đòn. Thằng Hậu đầu quấn vầng tăng trắng, tay cầm di ảnh của anh đi trước, theo sau đó là đám người làng đưa tiễn nốt đoạn đường cuối. Nhưng đúng lúc cỗ xe tăng ì ạch xiết những vòng bánh đầu tiên thì bất thình lình từ dưới đáy quan tài có ba giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Không một ai biết đến sự đó, ba giọt máu đào cũng rất nhanh bị giày xéo đi. Tang lễ của thằng Quân diễn ra trong một ngày trướng gió. Sau khi chôn cất, chính ông Tư Bân đã phải đứng ra tiếp đãi cố bản cũng như làm cái lễ mở cửa mả cho Quân, vì ông Phú bây giờ đờ đẫn như người mất vía. Ông đã gầy đi, râu ria mọc tua tủa, mái tóc đen sau mấy ngày đã điểm bạc, thậm chí lúc tỉnh lúc mê. Còn những lúc ông còn nằm vật vã bên mả của con mà khóc lóc. Nếu không công Tư Bân hay bà Kim kè kè đi theo thì chẳng biết ông Phú còn tàn tạ đến mức độ nào. Sau cùng vì thân thể đã quá kiệt lực, ông Tư Bần bấy giờ đành về nhà nghỉ ngơi. Dẫu sao thì bà Kim đã phần nào bình tâm, có thể lo trông Phú và hương khói cho đứa con không máu mủ. Cho đến đêm đó, ông Phú sau mấy ngày bỏ ăn bỏ uống, cơ thể suy kiệt nên nằm đã ngất lịm đi. Chả biết đã trôi đi bao nhiêu thời gian, cho đến khi tiếng sột soạt vang lên bên hàng hiên làm trông Phú choàng tỉnh. Thứ tiếng đó như một ma lực vô hình kéo chân ông, bắt ông phải khám phá cho bằng được.
Gắng gượng Lê Thần tiến ra bên ngoài. Ông Vũ đưa tay hạ then cửa. Mới dõi mắt nhìn ra dưới ánh trăng mờ chiếu xin qua mái nhà, ông thấy một con rắn da vàng đang nằm cuộn mình ở đó. Thoạt thấy ánh nhìn của ông, con rắn chợt ngóc đầu lên, cái đầu lắc lư qua lại cùng tiếng thở phì phì. Liền sau đó nó chậm chậm chuyển ra hướng cầm. Ông Phú như bị thôi miên lảo đảo đi theo. Trên con đường làng mờ trăng và âm u tĩnh mịch, một người một rắn cứ như vậy bám theo nhau. Hướng mà con rắn chuẩn đi chẳng đâu khác là ngoài nghĩa địa, và đích đến là ngôi mộ mới đắp còn cỏ chưa xanh của thằng Quân. Trước con mắt bàng hoàng của ông Phú, con rắn da vàng chuẩn lên trên đỉnh mộ, cuộn mình thành một đống rồi há miệng đổ mạnh xuống đất. Ngay sau hành động kỳ quặc ấy, từ lòng mộ có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tiếng gào không, tiếng rú đó đáng sợ đến mức khiến ông Phú mất tự chủ, chân tay run lẩy bẩy, ngã ngồi xuống vì quá ghê sợ. Cùng với tiếng rú kinh hoàng, ngôi mộ của thằng Quân đột nhiên rùng mình, và từ trong kẽ nứt trên mộ, từng dòng máu đỏ thẫm không ngừng rỉ ra. Đám máu đó lan thành từng khoảng, rất nhanh nhuộm đỏ một vùng đất quanh đó. Ông Vũ thất kinh lùi lại sau khi đám máu đang lan dần đến chân của mình. Trên bầu trời lóe lên vài dòng chớp chằng chịt, con trăng đập biến mất sau một cái chớp mắt. Không cảnh chẳng khác gì cái đêm quật mã ấy. Đang trong lúc hoảng loạn thì bất chợt ông Phú dừng lại. Có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ đằng sau. Một cảm giác như nắm đựng sợi dây cứu mạng chợt xuất hiện trong đầu. Dường như có người đang đi lại hướng này. Nhưng đúng lúc quay lại sau, chợt ông Phú á khẩu khi thấy con trai út của mình là thằng Hậu cùng bà Kim đang lầm đũi bước tới. Cả hai không quan tâm đến sự có mặt của ông Phú, cứ như vậy đi lướt qua ông và đi thẳng tới ngôi mộ máu đó. Đến sát ngôi mả mới nơi con rắn đang ngóc đầu thật cao, cái lưỡi đen xì không ngừng thò ra thụt vào với ánh mắt hóa sang một màu đỏ chết chóc. Đột nhiên cả hai người quỳ xuống, ngửa cổ như chờ đợi một điều gì vậy. Và chiếc con mắt đang lạc thần của ông Phú, con rắn há miệng mổ thật mạnh vào hai cái cần cổ. Hai bóng người đổ ngục xuống, co quắp tứ chi, rất nhanh sau đó đám máu nuốt chừng. Cảnh tượng kinh hoàng đó kéo ông Phú thoát khỏi giấc mộng quá đỗi ám ảnh. Dồn hết hơi tàn, ông vùng chăn rời giường, lảo đảo tiến ra nhà ngoài, ngó về hướng bàn thờ của con trai. Quánh đèn dầu leo lắt trên bàn cúng hắt xuống, ông thấy bà Kim đang ngủ gục ở đó từ bao giờ. Có lẽ là do quá mệt, bà nằm quay mặt vào vách, lưng hướng về phía ông. Thương tình, ông Phú tiến lại lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho bà. Tâm trạng còn quá đỗi khiếp đảm, ông run rẩy với lấy một que nhang châm lửa, tính thắp lên để hương linh con mình không tủi lạnh nơi chín suối. Ngay lúc nén hương cắm xuống còn chưa rời tay thì một cảnh tượng cực kỳ quái đản đã xảy ra. Từ trên xà nhà, một bóng đen lao vụn qua đầu của ông, rơi đánh bịch xuống bàn thờ của Quân. Đập vào mắt lạc thần của ông là một con rắn màu đen. Con rắn thân to bằng cái điếu cày, da rẻ mốc meo, lưỡi thè dài bằng cả ngón tay đang rít lên phì phì. Cổ của con rắn ngóc cao, măng bành ra bằng bàn tay, nhìn đồng với một con mắt dữ tợn. Liền sau đó nhiều thứ đổ cứng bị nó quấy đổ, bát cơm cũng ụp trên nền đất, di ảnh cũng bị hất lên tanh bành. Qua hoảng sợ, ông Phú lùi hẳn lại, sợ con rắn có thể mổ trúng bà Kim. Ông Phú hoảng hốt cầm chân của bà kéo mạnh để đánh thức. Và đúng lúc đó ông mới nhận ra bà Kim đã chết từ bao giờ. Bà nằm còng queo dưới đất, da rẻ tím thâm sớm đã lạnh toát. Hai mắt của bà như lòi ra khỏi tròng, hệt như lúc chết chứng kiến một cảnh gì đáng sợ lắm. Ông Phú thét lên cắm đầu chạy ra sân. Dưới ánh trăng mờ, ông tưởng mình vỡ tim chết ngay tại trận. Bởi lẽ bên trên thanh xà gỗ bắc ngang qua gầm, ông thấy thằng Hậu đã chết trong tư thế treo cổ. Và thứ thiết chặt của nó không phải là một sự dây thừng hay là một mảnh vải nào, mà lại là một con rắn. Nghe tiếng rú kinh hoàng, không chỉ ông bà Tư Bân mà hàng xóm gần đó cũng ùn ùn đốt đuốc kéo nhau sang. Thế xác của thằng Hậu mặt mày ai nấy đều tái mét. Thế nhưng ngay khi liếc mắt nhìn vào trong, cả đám đồng loạt thét lên cắm đầu chạy thục mạng. Thằng chốc chỉ còn thấy ông Tư Bân và bốn người đàn ông gan dạ khác lù lù ở nền sân, hình ảnh một thân người nằm ấp súp. Xung quanh có hàng hà sa số rắn bao quanh. Có con còn luồn cả vào trong áo ngóc đầu ra, có con quấn quanh bắp đùi vào một đám rắn khác
đang quấn kín quanh đầu xác người, lúc nhúc thành một búi to. Nhìn xác người bị rắn bao quanh, ngay lúc đó ông Tư Bân thực sự muốn bỏ chạy, thế nhưng mà đôi chân đã nhũn ra không còn sức nữa. Mất một lúc lâu sau khi một người đàn ông cầm bó đuốc ném tới, đám rắn mới từ từ bỏ đi. Khi chắc rằng không còn con nào, ông Tư Bân mới cùng mấy người đánh bạo đi vào. Lúc ấy cả đám đã nhận ra thi thể chi chít vết mổ này không ai khác chính là ông Phú. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.